cái đợt đầu á là em dịch, cho nên em gặp thầy thì em học đó, cho nên em mới dám nhận làm kế toán với thầy. Là có nghĩa là em đã bỏ 20 năm rồi, nhưng mà cái hôm mà được dịch á, em có nằm, em lúc đó em lướt Facebook thì em thấy thầy, cho nên em đăng ký học của thầy. Một lớp đầu tiên á là lớp báo cáo tài chính, lớp thứ hai là lớp VAT, lớp thứ ba là cái 3X đây. Thì khi mà em học thầy thì em mới mạnh dạn em nhận làm các công ty nhỏ nhỏ. Thì nói chung là trước đây ra trường á em làm bên là em làm bên trợ lý, nhưng mà do có mối quan hệ tốt cho nên là em nhận làm kế toán. Lúc đầu thì em không dám nhận, thật sự không dám nhận. Sau đó em nhận được một hai cái thì em có thuê người làm, nhưng mà sau đó em gặp thầy thì em có suy nghĩ lại là em làm, cho nên em đã học thầy. Nói chung là gặp thầy là rất là có duyên, và em cũng rất cảm ơn thầy luôn. Thể em cũng rất rất là cảm ơn thầy, tại vì từ đầu năm tới giờ thì em cũng đã nhận được có 7 cái rồi, nhưng mà thật sự là cái toán thì nó không có dễ mấy, cho nên chắc thời gian tới là chắc cũng Đó, hỏi thầy rất là nhiều. Bữa lên trước thôi, cũng có điện thoại cho thầy rồi. lên thôi, chạy Nói lên chung đi, chạy xuyên chạy lên. dạ chắc là cuối năm em sẽ chạy lên gặp thầy đó. Cảm ơn thầy thật Không, sự sao không rất là chạy lên cảm ơn sớm luôn. đi để hướng dẫn quy trình làm từ đầu đi, chứ để cuối năm nó dồn nhiều việc lắm nha. Với lại mình làm cái gì đúng ngay từ đầu cuối năm mình khỏe. Thầy biết sao không, tự nhiên lúc ngại quá, đóng có bao nhiêu tiền học thôi mà hỏi thầy hoài, hỏi thầy hoài thấy Có gì phiền tức thầy đâu thì cứ lên đây thôi chứ quan trọng gì, cái quá. Thật đầu sự gặp là gặp thầy, học gặp gặp nhau thầy là trong một một cái đó. duyên rất lớn luôn á. À. Em gặp thầy xong rồi là em đã nhận được, từ đầu năm tới giờ là em cũng nhận được khoảng 8 công, là em nhận chính xác là 8 công ty. Oh, chúc mừng. Nhận vào làm với mức lương là 15 triệu. Thì trong cái quá trình làm thì thật sự là lâu lắm rồi mình không có làm về kế toán á, cho nên mình không, hầu như mình không biết gì hết, cho nên là hở chút là mình nhắn tin mình gọi điện cho thầy. Nhưng mà thật sự từ lúc đó tới giờ lúc nào mình gọi thì thầy cũng luôn đồng hành và hỗ trợ mình, cho nên mình cảm thấy là mình rất là may mắn khi mà gặp được thầy học và tham gia cái khóa học này. Rồi công việc bây Cảm ơn. giờ sao? Công việc bây giờ sao nè? Dạ công việc bây giờ thì cũng ổn ạ. À. Thì em cũng vừa làm kế toán tổng hợp cho một công ty, thì cũng qua cái thời gian thử việc rồi thì cái mức lương thì cũng giống như hôm bữa chia sẻ với thầy vậy đó. Và em cũng mới vừa nhận thêm một cái công ty nhỏ thôi, dạ, làm kế toán tổng hợp cho một công ty nhỏ thôi ạ. À, ok, dạ cũng tốt rồi, cô cố gắng làm như anh đã hướng dẫn để Dạ. nhận thêm nhiều công ty nhé. Dạ.